5:05 chiếu phim phim truyện Đức Mô tô cảnh sát tập 4. 6:00 phim hoạt hình phim bô. 6:30 chào ngày mới. 7:00 ca nhạc bài ca quê hương. 7:25 trò chuyện cuối tuần. 8:10 di sản thế giới. 8:25 du lịch vòng quanh thế giới Amsterdam. 8:50 cuộc sống quanh ta môi trường khu công nghiệp khu chế xuất. 9:10 chiếu phim phim truyện Việt Nam chuyên án chưa kết thúc tập 1 và 2. 10:30 sống nơi hoang dã. 11:00 ai nhanh hơn. 11:20 kiến thức tiêu dùng đến với siêu thị mùa Giáng sinh. 12:00 chiếu phim phim truyện Hồng Kông bản lĩnh người đẹp tập 17-18. 13:45 khéo tay hay làm bánh mì tỏi sốt thịt bò. 14:00 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốk tìm mẹ tập 3. 14:50 chiếu phim phim truyện Việt Nam người tử tế sa ngã tập 1. 16:00 câu lạc bộ thể thao. 16:40 nhịp sống thể thao. 17:00 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hoàng đế Vĩnh Lạc tập 11-12. 18:00 bản tin kinh tế. 18:15 chiếu phim phần tiếp theo. 19:00 văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 19:30 phim hoạt hình siêu quậy sơm. 19:50 tin thế giới. 20:20 chinh phục đỉnh Everest. 20:30 album vàng đêm gala và trao giải. 22:15 tin trong nước. 22:30 nhạc thính phòng nhạc trưởng Yoshikazu Fukumura và dàn nhạc giao hưởng nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. 23:20 đất nước mến yêu giai điệu giữa đại ngàn. 23:40 vấn đề thể thao trong tuần. Tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.